Hello, chào các bạn. Hôm nay bà xã mình làm một cái món phủ tiếu chai theo lời yêu cầu của con gái. Theo lời yêu cầu của con gái muốn ăn chay, rồi hướng dẫn bà xã sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn cách nấu đồ chay ngon số 1 ngon số 1 của gia đình. Phủ tiếu chay thì gồm có hủ tiếu. Hủ tiếu này mình mua ở hủ tiếu xe đét, hủ tiếu bột mút của xe đét, không thể nào ngâm hủ tiếu, ngâm nước ấm để tại nó khô quá đó, để xuất khẩu này mình mua nè. Ở đây là tôm chay cũng để đông lạnh mình lấy ra, rồi nấm đông cô tươi, nấm đông cô khô, rau cần, hành, tàu hũ. Còn giá thì mình làm để chút mình lấy cho xe, mình làm chưa tới ngày ăn nhưng mà thôi mình lấy ra mình ăn, chẳng nấu hủ tiếu mình lấy ra mình ăn, cái nhà lá vườn mà. Rồi bây giờ mình lấy tàu hũ ra để mình rửa, mình mua tàu hũ này của Costco organic, tofu organic. Rồi thì mình lấy tàu hũ ra mình rửa xong cái mình chiên, trước mắt là mình chiên. Mình chiên tàu hũ xong thì vừa chiên tàu hũ thì mình vừa cắt nấm để mình nấu nước súp. Rồi mình lấy củ sắn mình làm nước ngọt nữa. Cái bữa nay đi chơi ăn đồ biển nhiều quá, bây giờ nó ngán rồi nó đòi ăn chay. Sữa tàu hũ, sắc tàu hũ, thớt nè. Không cần thớt, em chiên được, lửa lên đi chiên dầu nữa. Thì các bạn thích sao thì mình sắc theo kiểu như vậy. Ở đây thì mình sắc cục vuông vuông. Chị thấy không? Chị thấy không? Chị thấy không? Còn hủ mình chiên mình không cần lấy lửa nhỏ các bạn. Mình cứ dậy lửa lớn bình thường. Đây là tôm nha các bạn. Tôm đông lạnh. Mình rửa cho sạch mình nấu củ tiếu chay nha các bạn. Đây mà hôm nay mình vô mình phủ bếp. Nhưng mà cái này là tôm chay nha các bạn chứ không phải. Thì mình nói tôm vậy thôi, ai muốn hiểu tôm chay tôm mặn gì nó hiểu. Sao chú nấu củ tiếu chay mà nãy chú giới thiệu chay mà sao giờ chú lấy con tôm ra chú tôm đông lạnh nữa. Thấy con tôm giờ biết liền nè, thấy ngon các bạn không? Các bạn thấy nó giống như con tôm nè, bột mà nó làm của này, nó làm rằng giống hệt như con tôm nè, nó ngon lắm, nó giòn giòn dễ ngon không con? Ba chưa từng ăn bao giờ cái này. Dạ, để vô nấu lâu không? Không hả? Biết nhưng mà ngon, bột mà nó mình có cần chiên lại không con? Không. Rồi bây giờ chiên tàu hũ này các bạn. Chiên tàu hũ xong, tượng tôm này nấu xong mình bỏ vô ha, để nhanh. Sao rồi? Chứ không có chiên phải không? Để sao cho nó ra nước ngọt. Rồi, ok, cho nó ra nước ngọt. Ra nước ngọt chắc nó rã tôm không? Không, cái này dai lắm. Biết nó làm bằng cái loại gì mà dai. Nói chung mấy cái tôm này thì mình ăn thôi, chứ ăn thì ít đến lâu lâu ăn lần thôi, chứ nó cũng còn là quá chất làm ra không. Có nghĩ có chất đâu mẹ. Là hủ kỳ hả? Cái đồ chia, cái đồ chai này rất có làm bằng cái cây rồi. Chế biến từ rau củ quả phải không? Đây, một tay quay phim, một tay rửa rau. Đây rửa gì ta?
Nè mới cắt mấy cái đầu cải này nè, bỏ hết. Nên để lâu quá nên đen đen để một tủ lạnh. Sắn ha. Sắn để làm nước ngọt. À, sắc củ sắn là sắc luôn nha. Sắc đại mình lấy này chỉ lấy nước ngọt rồi mình vớt bỏ mà. Nấu cho nó ra. Rồi củ sắn sắc ra nấu nước súp không? Nước súp. Ừ. Rồi bây giờ cái nồi này mình mở lửa lên. Củ này thiên nó vàng rồi, vừa vàng rồi đó. Mới vớt ra nữa. Sắc vàng rồi đó. Bây giờ tới nấu nước đi. Dạ em đang nấu. Múc miếng dầu bên đây, mình xé qua. Bắt cái hành. Xào gì vậy? Thử hành nó làm với sức. Rồi. Em coi này giùm em nha, phụ em nha. Cái vàng đó là sắc thử. Em sắc hành tím nha, tiên. Phi cho nó thơm phải không? Để thì có thiếu không? Phi nước súp á. À, phi nấu súp. Mình nấu hôm nay con gái nó ăn hủ tiếu khô. Ai muốn ăn nước thì ăn, còn này mình nấu nước súp nè. Nấu nước súp tôm. Súp với rau củ quả. Củ quả. Nấm. Đây bây giờ dầu nó nóng. Mình cho tôm thấy ngon quá. Rất là thơm. Em đưa cái tay qua đây em sẽ làm rồi. Rồi, qua đây cho mấy chút xíu nước tương vào. Đó. Để cho nấm tầm tô khô. Nấm tầm tô khô vô. Xào lên. Nó rất là thơm. Đó, một chút xíu nước tương nha. Rồi, chế nước vô, nấu nước súp. Rồi, chế thêm vô đi, vừa vớt cái này lên vàng đó. Em tắt lửa nãy giờ rồi. À, vớt còn cái xương ra. Nước súp đây, chế vô, mấy bạn ăn nhiều ít thì tùy. Mình chế ở đây là hơn lít. Chế thêm vô. Hơn lít nước hả? Hơn lít nước mà nấu nước súp đó. Chế vô nước đủ thì vớt này ra mình chế. Mỗi bữa lớn thôi chị. Rồi. Cái mình xong là mình để củ sắn vô luôn đó. Một lát nấm nấm tươi vô thì mình để sau. Nấm này mình xào, nấm tươi thì mình để vô sau. À, nấm tầm cô, nấm tầm cô ha. Ờ, mình muốn xài nấm gì cũng được, để nấu nước ngọt á. Chủ yếu là mình nấu nước ngọt. Đây rồi. Bây giờ mình lấy củ sắn mình để vô. Củ sắn mình chẻ cục bự bự á các bạn. Để mình cho nó lấy nước ngọt. Đây, mình thả vô. Củ sắn này thay thế xương á hả? Thấy củ cải trắng cũng được đó, nó ngọt. À, phải không? Ừ? Thay thế xương. Thay gì mình nấu xương? Ừ? Thì nêm bằng bột nêm chay. Chứ mình nêm nước súp bằng đường phèn nó rất là ngon. Bây giờ đi ăn đồ biển quá chừng luôn bây giờ. Như là sợ rồi phải không? Dạ, ăn lớp tờ. Mười con. Rồi buổi sáng nó sắc làm gì? Thì anh em bỏ vô nhiều cho nó ngọt thêm, á anh. Bỏ thêm ha. Ừ. Bỏ vô thêm đi, bỏ vô nhiều cho nó ngọt, nó ra nước ngọt. Nước ngọt của rau củ quả rất là tốt. Rồi, nói chung là cái nồi nước súp này các bạn,
là trước khi bắt nước lên là phải xào nấm thêm cô. Khử mỡ, khử dầu rồi cho nó sôi lên. Ủa dầu chứ quên là mỡ. Sôi lên rồi đàng hoàng á là mới đổ nước vô. Tùy theo ăn nhiều, ăn ít. Tùy theo nhiều người hay là ít người. Em hướng dẫn lại cho. Rồi em nói đi. Hồi nãy tại vì vừa chiên hủ. Bây giờ mình mặc miếng dầu lên. Xong mình để miếng củ hành tím vô, hành tím băm nhỏ để vô. Vừa thơm củ hành tím lên xong mình xịt vô miếng nước tương. Nước tương nó nghe xèo 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 xong cái là mình để nấm đông cô khô á, mình ngâm nước rồi mình xắt tùy theo miếng lớn miếng nhỏ. Rồi mình để vô mình xào, mình đảo dần dài vòng, mình bắt đầu là mình chế nước vô. Chế nước vô bây giờ rồi mình thả củ sắn hoặc củ cải trắng vô để mình nấu nước ngọt hoặc là bắp cải cũng được. Cứ miếng bự 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 vậy đó, bỏ vô để mình nấu, mình lấy nước ngọt. Rồi chừng nào nó sôi lên một hồi dài dạo á, xong mình mới để nấm tươi vô. Đó, mình nêm nếm. Nấm tươi là nãy mua ngoài chợ trời. Chợ trời, đi quấn băng về, ghé chợ trời mua. Nấm rất là ngon các bạn. Bây giờ thì em bắt nước lên em luộc củ tiếu bên đây. Rồi, bắt nước lên củ tiếu. Bắt nước lên luộc củ tiếu. Đây, củ tiếu chay. Củ tiếu chay không bao giờ thiếu giá. Mà củ tiếu mặn cũng không bao giờ thiếu giá nha các bạn. Giá nhà làm luôn. Đây bà xã mình làm đây. Cái hộp này không phải hộp giá nha các bạn. Cái hộp này hộp gì vậy? Làm lần lên tí tí là làm để ăn giá. Bữa nay chưa tới tới ngày. Nhưng mà ăn hủ tiếu rồi thôi em lấy ra luôn. Chứ chưa tới luôn. Ngày ừ. Ui, dở hộp ra con cái gì đâu đó. Giá. Đây là giá. Mấy ngày nữa? Mấy 4 ngày. Tại bữa mình đi chơi rồi bỏ không có tư không có thay nước nữa nè. Đó, mù quá trời ngon luôn nhưng mà nó chưa có tới ngày ăn, nó còn sẽ dài ra nữa. Đó, nhưng mà ăn rất là bổ. Thì mình ăn hủ tiếu khô cũng rất là ngon, nó bùi dữ. Bây giờ rửa mình lấy giày để cho nó rớt cái vỏ đậu ra bớt nè. Vỏ đậu mình ăn tốt rồi không sao đâu. Nhưng mà nó nhiều quá nó cũng xảm anh. Nè con, giá bữa nay được gì nè, mình đi giá mình nhà. Không có tưới, ba giá ngày mình đi là... chơi á. Hủ tiếu chay, hủ tiếu hải sản chay, giá nhà làm luôn. Bây giờ nó sôi lên rồi, bây giờ mình chế thêm một lon nước dừa tươi. Nước dừa tươi à, vô đây nó sẽ ngọt, nó ngon dữ lắm cái nước súp á. Đó. Còn nếu mà mình ăn mình muốn để 2-3 lon cũng được. Ở đây, thì mình nấu một lon thôi, tại vì cái nước củ sắn với nấm nó ra cũng ngọt lắm rồi. Đó. Rồi giờ luộc củ tiếu. Trụng củ tiếu ha. Củ tiếu này là củ tiếu khô. Nấu từng chứ con. Bên đây là không có củ tiếu ướt nha các bạn. Ồ, có anh ạ. À. Củ tiếu ướt có không? Mà tại mình không mua cái củ tiếu này, mình mua ở Việt Nam qua củ tiếu này của CDS. Này của cái gốc của bà Năm Sa Đéc ngày xưa. Ồ, vậy là củ tiếu chay bà Năm Sa Đéc phải không? Bữa nay là ăn củ tiếu chay bà Năm Sa Đéc nha các bạn. Thì bây giờ mình luộc, luộc củ tiếu, luộc từ tô phải không? Từ tô. Từ tô. Một chút xíu dầu vô, dầu này dầu mình phi hầm hồi nãy á. Nó không dính đó các bạn. Luộc củ tiếu phải bỏ dầu vô chút nha các bạn. Nhưng mà để chút em làm nước tương. Nước tương để bỉ mà làm cái sốt vô đó. Nước tương ăn hủ tiếu khô á. Chút em sẽ làm riêng. Bây giờ tạm là mình để chút dầu cho nó điểm dính đi. Mình chút xíu ăn thật. Nước tương hay là sốt nước tương á. Mình làm nước tương với đường với chút dầu hào rồi kia đó. Làm như nước bạc hình chấm cấy vậy đó hả? Giống nhiều không? Như giống vậy đó, chế giờ mình ăn rất là ngon. Để dầu về là để cho nó đừng có bị dính. Này rồi giờ mình để vào trong nước. Trong nước súp á mình để vô khoảng 2 muỗng cà phê đầy.
với mình khúc, để vô khoảng hai cục phèn như vậy là đường phèn đó các bạn. Khúc này là quan trọng nhất cho các bạn, nồi súp ngon hay dở là lúc này. Chưa. Rồi mình để vô đây một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình phải nêm cái này, mình phải có nêm bột ngọt nha các bạn. Mình cho một muỗng cà phê bột ngọt. Xong bây giờ mình nếm lại. Hết bọt nó đi rồi mình nếm lại ha. Còn nấm, nấm chút mình để vô nữa là nó sẽ ngọt dữ lắm nữa. Bây giờ chút xíu mình còn phải bỏ cái nấm tươi vô nữa các bạn. Bây giờ mình nếm lại. Nếm lại coi là cái nồi nước súp này nó còn thiếu cái gì ha. Ngon lắm nhưng mà nó chưa có đậm đà lắm. Bây giờ mình thêm đây, mình thêm cho một muỗng cà phê bột bột nêm, một muỗng đầy cà phê bột nêm đi, ngon lắm các bạn ơi, rất là đậm đà. Cái này mà mình nêm có nước dừa đó, rồi mình nêm đường phèn á, ngon lắm. Xong mình hạ lửa. Mình hạ lửa cho nó riu từ từ rồi mình để cái mắm này vô. Để nấm tươi vô. Nấm tươi vô. Nó nấm nào lớn quá thì các bạn cắt bớt nhỏ lại. Còn nếu mà nấm nào nhỏ thì để nguyên. Ăn nấm này rất là bổ. Thì mình còn sót mấy cái nấm to quá mình chưa cắt lại. Để mình cắt lại cái. To quá anh, to quá. Em phải cắt lại, cắt xương lại mới được. To quá. Mấy con tôm này mình để vô sau. Đây xong. Hủ tiếu tôm chay. Tiếu tôm chay là sao? Hủ tiếu chay, hủ tiếu hải sản chay. Lại nấu chay mà nấu bằng tôm kìa. Anh nói con tiếu tôm chay luôn vậy rồi. Cái này mình có bắp cải rồi mình để vô cũng rất là ngọt luôn. Nấm nước dừa ngọt lắm. Xin mời bác Hiếu xem cái video này nha. Đừng nấu đừng ăn ăn chay, bây giờ bác Hiếu đang ăn chay đó. Mình xem cái video này bác Hiếu nghiên cứu để nấu đồ chay ăn để bác Hiếu. Mình nấu nhiều khi có hợp khẩu vị với không anh mời. Thì bây giờ nói nghiên cứu. Anh nói là mình bác Hiếu chia sẻ về đi. Bác Hiếu nghiên cứu. Mình thấy cái nồi nước súp này nó ngon quá ha. Trong ha. Súp con nước nó trong ha. Rất là ngon. Rồi bây giờ để cho review nữa xíu nữa đi rồi bắt đầu em làm nước sốt. Em làm cái nước sốt mà để chan lên hủ tiếu khô á. Hủ tiếu khô. Được rồi, đổ lên đây. Ồ, có tôm nữa, thấy ngon, hấp dẫn quá.
Ừ, từ từ nó sẽ bung vô trong tiếu ra. Tiếu rồi. Giá mình làm 2 ngày nữa là ăn nó vừa lắm á. Nhưng mà về ăn non hay gì nó mới ngon nè. Cái giá mà già quá ăn cũng ngon. Không già, nếu 2 ngày nữa là nó vừa lắm. Trời ơi. Nên mà tại vì mình đi chơi không có tưới á. Chứ nếu mà ở nhà tưới thì nó sẽ đủ ngày ăn rồi. Trộn mà nước miếng anh nó nuốt ực ực ực. Bây giờ mình thử nha các bạn. Giờ trước mắt thử con tôm này coi nó ra làm sao. Nó giòn, nó thấm á nước mà gia vị mình đem trong nước súp đó. Hồi nay em ăn thử, em mới ăn con tôm này lần đầu tiên á. Ồ, nó làm bằng bột gì á. Giòn. Mà nó dai dai. Rồi nhờ mình để vô thấm trong nước súp á. Giống y thịt tôm luôn. Ừ. Cái này mua đâu không? Mua trong chợ Việt Nam. Chợ Việt Nam có bán hả? Vô nó mua sao? Anh thấy không? Trong thùng đông lạnh á. Ờ, nó mua tôm nấu đồ chay hả? Trong chỗ đông lạnh nó có nguyên khu đồ chay á. Hấp thử miếng nó súp rồi. Nước sốt này ngon không? Ngon. Thử nước sốt rồi. Hồi xưa ở Việt Nam nhớ có một gian không? Rồi mình vô mình ăn cái khô là nước súp nó vậy, nước sốt nó vậy đó. Cái mình ghi ăn cái khô ha. Ngon. Nước súp rất là tuyệt vời. Quá ngon luôn. Phải nói ăn ngon còn hơn ăn hủ tiếu ngon hơn hủ tiếu mặn luôn ha. Hủ tiếu mặn luôn à. Ngon thiệt. Ngon. Quá trời ngon luôn. Bảo đảm các bạn nấu y như công thức như vậy. Mà ăn không ngon á là tôi thua gì tôi cũng thua hết. Bảo đảm luôn. Nước sốt này, rất là ngon đây. Rồi, kết thúc rồi. Rồi, mời cả nhà. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.